Cái công viên to chà bá lửa như thế này mà chả có ghế đá nào để ở đây mà ngồi nhỉ quý vị nhỉ? À, một không gian quý vị thấy không ạ? Đã chật người đâu nhưng mà đâu đó quanh đây vẫn dư một những cái mảnh đất mà nó to như này, nó nhiều như này. Và ngay đối diện cái công viên này thì sẽ có một căn nhà ngày hôm nay Phương giới thiệu cho quý vị cùng tham quan. Hàng xóm ở đây tất cả nhà một lầu trệt như thế này ở đây thì đang dao động tầm 3 tỷ mốt quý vị nhá. Nhưng mà hôm nay em sẽ có căn có 2 tỷ 9 thôi. Review cho mọi người cùng tham quan. Đây quý vị thấy đối diện chúng ta sẽ là một đối diện cái nhà đó là một cái công viên to như này. Tối ra đây ngồi uống trà uống nước này, làm mấy cái bộ bàn ghế đá ra đây ngồi cũng được. Đó, hoặc là đường to, xe lớn như thế này, đường lớn như thế này này, khu rộng rãi như này này. Gia đình nào mà có xe tải hoặc xe lớn xe bé mình tha hồ mình đậu ở không gian này vô tư luôn. Không thành vấn đề. Về trồng thêm mấy cái cây lớn lớn ấy, mình đậu bên dưới cây sẽ bao mát giống như mấy cái nhà đối diện này kìa. Đó, giống như mấy cái nhà đối diện, xe tất cả đều phi hết ra ngoài này. Quý vị thấy không ạ? Rất là ok nhá. À, đối diện nhà chúng mình sẽ có cả trường học này. Quý vị thấy không? Trường học đây, ngay đây này. Đấy quý vị thấy không? Trường học ngay đây luôn rồi. Khu vực này có khoảng đầu hơn 1.000 căn nhà. Hơn 1.000 căn nhà, tất cả đều là nhà lầu như thế này hết. Tất cả đều là nhà lầu, rất là sang trọng và hiện đại. À, con đường của chúng ta ở đây sẽ là một con đường rất là lớn. Rộng lên đến là 12 mét tổng. Đây quý vị thấy là hàng xóm đã ở kín hết luôn rồi. Hàng xóm ở kín hết luôn rồi nha quý vị nhá. Đấy. Một không gian rất là tuyệt vời. Đường to, đường đẹp trong một khu sinh thái, một khu đô thị hạng sang cao cấp. Điện âm, nước máy quý vị nhá. Quý vị thấy là có đèn cao áp chiếu sáng vào buổi tối kìa. À, công viên tối kia ra đây người ta đánh cầu lông này, người cũng trào nước rất là nhiều. Nhà ở đây toàn nhà lầu không à, toàn nhà to không. Đây quý vị thấy là có đường rất là ok, đường to, đường đẹp. Hàng xóm hiện tại thì những căn nhà này đâu đó đã giao dịch quanh đây là 3 tỷ mốt rồi. Nhưng mà bây giờ bên em bán chỉ có 2 tỷ 9 thôi. Đây căn nhà này, ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cùng tham quan nhé. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo chân em, chúng ta cùng vô trong tham quan chi tiết. Một mẫu mặt tiền mái Thái xây dựng rất là tuyệt vời quý vị ơi. Một mẫu rất là đẹp nha quý vị. Trong ngoài sẽ có hai lớp cửa để bảo vệ căn nhà này. Một lớp cửa quấn của Đức và một lớp cửa sinh pha với kính cường lực luôn quý vị ơi. Đó rất là tuyệt vời. Kế bên nhà mình thì sẽ có một bộ bàn ghế đá cho quý anh chị mình ngồi uống trà uống nước nhá. Đường to đẹp rộng thanh thang như thế này. À, nhà thì quý vị thấy là không gian phòng khách nối dài với sân để xe. Thành ra là gia đình nào mà có ô tô thì có thể phóng thẳng vô trong không gian phòng khách được, gara để xe được và trong không gian phòng khách quý vị nhé. Ô tô đậu ở trong nhà hoặc là quý vị có thể để ở vỉa hè, lề đường vân tư vân vân và vân vân. Đối diện đây quý vị thấy là có người ta để xe ô tô trước sân trước nhà không thành vấn đề quý vị ạ. Và đây thì để trước công viên cũng được. Nói chung là rất là nhiều chỗ để xe. Nhà bác nào mà có nhiều xe thì chỗ này thì rất là ok luôn. Ở đây sẽ là không gian toàn cảnh của lầu trệt. Chúng ta sẽ được bố trí sân để xe nối dài với phòng khách. Trần ở đây thì chúng ta sẽ có một mẫu trần hộp trần thạch cao rất là mới nha. Quý cô chú anh chị khách hàng đang có ý định xây nhà, nếu mà thấy cái kiểu trần này đẹp thì có thể áp dụng mà làm theo nhé. Và chân tường quý vị thấy là ở đây chúng ta được ốp nát lên cao 1m2, sạch sẽ lắm. Gia đình nào mà có trẻ nhỏ biết thì sẽ dễ vẽ bậy lên tường. Nhưng mà với căn nhà này chúng ta ốp chân tường hết từ ngoài không gian phòng khách và trong tới không gian nhà bếp và thậm chí tới cả phòng ngủ luôn, ra tới phía sau nhà. Nhà mình có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m quý vị ơi. 16m, trong này chỉ có dài 15m là dài lắm rồi. Nhưng mà căn nhà này chiều sâu tới 16m và tích hợp luôn phòng ngủ bên dưới. Thành ra là gia đình nào mà đang kiếm nhà có phòng ngủ dưới thì hãy liên hệ với em nhé. Hàng xóm đang bán những căn nhà như thế này. Giá thị trường là 3 tỷ mốt nhưng mà bên em cũng 3 tỷ mốt 50 đó. Nhưng mà bữa nay giảm giá còn 2 tỷ 9 quý vị nhé. 2 tỷ 9 em sẽ bớt nộp cho bà con nào thiện chí. Mua bán chính chủ không phải qua trung gian quý vị ơi. Bộ bàn ghế dành cho anh em đến đây ngồi uống trà uống nước thì ai mà thích em gả lại cho luôn ạ, em để lại luôn cho. Tiếp đến sẽ là không gian đi lên lầu trên. Chúng ta sẽ có một dàn cầu thang với tay vịn gỗ. Chúng ta sẽ có ở đây là phun bậc đá hoa cương với tông màu đá đen rừng. Nhìn rất là sang chảnh và cực kỳ là đẹp. Nan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ, trụ inox 304. Gỗ thì tay vịn chúng ta sẽ xài gỗ căm xe luôn nhé quý vị, căm xe luôn. Rất là bền bỉ, quá đẳng cấp luôn. Nhà này được ốp nét một tông màu gạch, ở đây chúng ta sẽ có gạch vân đá này với một màu vàng. Đây sẽ là không gian toàn cảnh nhà bếp. Chúng ta được bố trí một không gian nhà bếp tương đối là rộng rãi. Không gian này kê những cái bộ bàn ghế tầm 6 ghế, 8 ghế thì vẫn được. Tủ bếp trên và bếp tủ bếp dưới được tặng kèm theo cho quý vị luôn. Mặt bàn thì chúng ta sẽ xài đá marble như quý vị. Hàng đá cao cấp này, rồi mặt dựng chúng ta sẽ có kính luôn. Chậu rửa chén cũng được tích hợp sẵn cho quý vị luôn ạ. Rồi cái hệ tủ bếp thì chúng ta sẽ có những cái ngăn kéo ở dưới như thế này, ngăn kéo.
Ở nhà này mình được tích hợp đôi nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, tối ưu hóa diện tích nha quý vị, ngồi đảm bảo không đụng đầu. Rồi vòi tắm sen thì chúng ta sẽ có sân cây luôn. Chậu rửa mặt thì được đưa ra bên ngoài nhìn rất là gọn gàng đúng không quý vị? Rất là nhiều người thích đưa cái chậu rửa mặt ra bên ngoài. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái hệ tủ kệ là cái kiểu bên dưới có cái tủ như này này, chúng ta để có thể để mỹ phẩm nha. Chị em phụ nữ rất là thích cái kiểu tủ như thế này. Rồi ok. Trần nhà bếp thì chúng ta sẽ có dạng đèn thả như thế này. Ai mà thích thay đổi bằng quạt thì cũng được, không thành vấn đề. Hoặc là cái không gian ô nhấn để trang trí tranh như thế này này. Nếu mà bác nào mà thích thì em sẽ hỗ trợ các bác dán cái họa tiết khác nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ có phòng ngủ ở dưới này, dành cho gia đình nào có người lớn tuổi thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở dưới. Đấy quý vị thấy không ạ? Nhà thành phố Thuận An nhà mới luôn mà giá chỉ có 2 tỷ 9 thôi. 2 tỷ 9 thôi, giảm rất là nhiều so với lúc trước. Phía sau chúng ta sẽ có không gian giặt giũ phơi đồ. Bên em nằm sẵn mái che hết đầy đủ cho quý vị, hàng rào đầy đủ hết này. Ở đây mình để mình giặt giũ phơi đồ luôn. Có 1 mét phía sau có cửa lối thoát hiểm luôn quý vị ơi. Đây sẽ là toàn cảnh không gian bên trong, chúng ta nhìn ra bên ngoài. Ai mà yêu thích thì hẹn em xem nhà tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương, trên trục đường DT743, giáp với chợ Đông Đô và ngã 6 An Phú. Quý vị tìm trên Google Maps là sẽ ra. Chợ Đông Đô và ngã 6 An Phú, em sẽ dẫn quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này. Cam kết với quý vị là đúng nhà, đúng giá, đúng sản phẩm nhé. Ngoài sản phẩm đấy ra, em còn nhiều sản phẩm giá rẻ khác. Quý anh chị mình có nhu cầu xem nhà thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo giúp em. Em sẽ gửi thêm nhiều sản phẩm khác cho quý vị cùng tham quan miễn phí. Coi cho tới khi nào mà ưng một căn nhà nào đấy á, rồi nhấc máy lên alo cho Phương để đi xem nhà. Đến với lầu trên này, chúng ta được bố trí một phòng thờ và thêm 2 phòng ngủ cộng 2 nhà vệ sinh. Nhà này có cả giếng trời để lấy gió đánh sáng quý vị nhé. Nhà một lầu một trệt thôi nhưng mà vẫn có giếng trời. Dành cho gia đình nào mà có nguồn tài chính trung bình thì có thể là cân nhắc qua căn nhà này. Tuy là một căn nhà giá rẻ nhưng mà vẫn có phòng master quý vị nhé. Phòng này có tích hợp luôn nhà vệ sinh khép kín, cửa nhựa hệ composite luôn, cửa nhựa cao cấp, nhựa đặc biệt đấy quý vị ơi. Có nghĩa là nó đắt ngang với sinh pha luôn đấy. Với chiều rộng của căn phòng này là ngang 4m và chiều sâu là 4m rưỡi, 18m2 cho cái phòng ngủ như thế này. Thì quý vị có thể kê những cái chiếc giường cỡ lớn như là 2m, rồi tủ quần áo. Tủ quần áo thì cũng chỉ một viên gạch này thôi, tủ quần áo chỉ có 60 như thế quý vị nhá. Chiều sâu vô đây có 60 thôi. Cửa sổ phía sau rất là sáng và thoáng. Đấy, ai mà ở những cái căn nhà có phòng ngủ có cửa sổ phía sau đây này. Đấy, chúng ta có thể lấy được gió tự nhiên cho căn nhà, cho căn phòng. Đảm bảo sẽ rất là thoáng cho quý vị. Ở đây sẽ là nhà vệ sinh của phòng ngủ tầng trên. Rất là đẹp đúng quý vị. Tuy là diện giá rẻ nhưng mà chúng ta vẫn có bàn đá này, chúng ta vẫn có chậu rửa mặt này. Chúng ta sẽ có gương soi và bồn cầu bên trong, rất là gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ cho quý anh chị mình luôn. Để đi xem nhà thì vui lòng alo cho Phương qua số 0399 909881 và hẹn quý vị tại ngã 6 An Phú hoặc là Ủy ban phường An Phú hoặc là chợ Đông Đô, đường DT743. Từ đây chúng ta di chuyển xuống Sài Gòn Thủ Đức chỉ tầm 10-15 cây số thôi. Còn di chuyển tới quận 1 Landmark là ở chỗ này là 21 cây quý vị nhá, 21 cây 22 cây thôi. Đấy, đến đây rất là gần, cách sân bay tầm 20 cây. Và đây chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3. Trong phòng ngủ này chúng ta được gắn sẵn ống dây đồng máy lạnh luôn quý vị nhá. Phòng ngủ có cửa sổ này. Rồi một không gian rộng rãi và bề thế được ôm đan rất là sạch sẽ cho quý vị luôn ạ. Tiếp đến không gian bên ngoài chúng ta được làm sẵn một cái không gian phòng thờ để cho quý anh chị mình có bàn thờ gia tiên. Chúng ta có thể là để không gian phòng thờ này rất là trang nghiêm, ban ngày chúng ta không cần phải bật đèn, rất là sáng nhá. Nhưng bật đèn lên thì cũng rất là đẹp này. Đây, quý vị thấy không ạ? Đèn ở đây chúng ta sẽ có đèn 3 màu. 3 màu sắc. Màu sáng nhất, màu vàng và một màu vừa vàng vừa trắng. Đây quý vị thấy view công viên rất là đẹp nhá. Nãy Phương đã quay ở bên dưới nhìn lên rồi. Đối diện kia bên kia sẽ là cái trường học quý vị ơi. Một không gian đầu trên rất là sáng sủa, không cần phải bật đèn vẫn rất là sáng nhé quý vị. Đây là thước phim chân thực nhất mà Phương quay cho quý chị mình cùng tham quan. Nhấc máy lên và alo luôn cho Phương để đi xem nhà nhá. Và hiện em tại ngã 6 An Phú, Ủy ban phường An Phú hoặc là chợ Đông Đô, em ra em đón quý vị vào tham quan. Từ đây chạy ra chợ chỉ 200m thôi. 200m là tới chợ rồi. Quên không review cho quý vị là trên lầu này còn thêm một cái nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh này là dành cho phòng số 1 này. Ở trên này có 2 phòng ngủ, mỗi phòng một nhà vệ sinh nha quý vị. Đó, rất là riêng tư, sạch sẽ, đẹp đẽ và đầy đủ hết cho quý vị luôn. Đến với Hội Bất Động Sản Việt Nam, quý chị mình hoàn toàn yên tâm vì bên em không kê giá nhá.
Giá thì niêm yết sau thì em đang như thế, và thậm chí còn dưới cả giá thị trường quý vị ơi, dưới giá thị trường. Đấy quý vị thấy hàng xóm người ta mua với mức giá là 3 tỷ 1, 50, 3 tỷ 1, nhưng mà bên em bữa nay căn nhà này chỉ bán 2 tỷ 9 thôi. 2 tỷ 9 mà có nhà mới, nhà ở bình chuẩn mà có phòng ngủ ở dưới. Đấy, mà đường 12 mét tổng, điện âm nước máy mà có 2 tỷ 9 thôi, thực sự ở đây thì phải gọi là hàng siêu hiếm quý vị nhá. Hàng siêu hiếm luôn, xây dựng chắc chắn. Đấy, nội thất ok cho quý vị luôn, hoàn thiện hết. Là quý vị đặt cọc là Phương sẽ sắp xếp cho quý anh chị mình về ở ngay luôn được, không phải xóm thêm gì cả, không phải làm thêm gì cả, không phải chờ đợi gì cả quý vị nhá. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Alo liền cho em để đi xem nhà nhá. Số của em là 0399 909881 hoặc 0399 107864. Em sẽ dẫn quý vị vô tham quan thực tế căn nhà này.